yếu phẩm cực hot lại về đây các anh chị ơi. Fortuner máy dầu số tự động đời 2020 đi lướt 11.000 km chuẩn một chữ từ đầu nhé. Xe màu trắng này các anh chị, nước sơn cực kỳ căng bóng đẹp, không chảy xước một chút xíu nào luôn. Ở phía trước này là đèn bi led nè, phía này đèn led các anh chị, phía dưới gầm mà thấy có hai cái đèn nhỏ nhỏ nữa, đèn định vị ha. Ở nước sơn thì không có chảy xước chút xíu nào luôn, mỗi nối rất là khít nè. Dàn vỏ lốp là zin theo xe, gai gió rất là sâu. Lát vỏ tuần thứ 23 của 2020, xe này mâm cũng không có bị chảy xước gì hết nha. Ở đăng kiểm xe gia đình lần đầu được 2 năm rưỡi, còn tới tháng 5 năm 2023 lận. Xe này đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2020 nha. Đi mới 11.000 km và nó rất mới luôn. Có dán phim cho mình rồi nè, ốp chén cửa nè các anh chị. Rồi, đánh sơn một vòng keo chỉ giúp Mai nha. Keo chỉ ốc ác nguyên zin nè, những cái vết bấm điện từ nhà máy như thế này vẫn còn luôn các anh chị nha. Đó, mặc dù xe đã được kiểm tra rất là kỹ rồi, tuy nhiên quay video lên thì Mai cũng sẽ cố gắng đi thật là chi tiết cho các anh chị mình xem video biết được chiếc xe thực sự ha. Xe thì cam kết cho các anh chị là không tai nạn nè, không ngập nước nè, không đầy tu động cơ số 3 tết hãng nhé. Anh chị mua xe thì cứ đưa vào hãng thoải mái. Các đại lý của Toyota đều có liên kết với nhau hết nên là việc kiểm tra xe cũng dễ dàng hơn so với một số hãng như là Ford ha. Ở đằng sau đuôi xe cũng liên lạc, không bị chạy xước mấp méo gì hết. Có camera lùi nè, cảm biến lùi cho các anh chị mình luôn ha. Kiểm tra giúp Mai phần lớp dự phòng nè, còn mới 100%, gầm bệ tay mát còn luôn, các anh chị sơn phết còn luôn. Cho cả cái bô mà Mai thấy nó cũng còn sáng và đẹp các anh chị nha. Đó. Rồi, kiểm tra cho các anh chị phần cốp nè. Bên trong cốp thì được trải simili từ trước ra sau, phần nỉ cốp còn rất là mới luôn. Đây, bộ dụng cụ sửa chữa thì cắt bên này nè các anh chị, mới toanh luôn ha. Rồi kiểm tra giúp Mai phần da ghế, hàng ghế thứ ba luôn nhé. Trời bắt đầu muốn mưa nên nó hơi tối xíu, anh chị xem giúp Mai ha. Những cái phần nhựa bên trong xe thì còn khá là đẹp các anh chị ha. Rồi đánh sơn một vòng keo chỉ cơ cốp và ốc cốp giúp Mai luôn nhé. Đó, keo chỉ ốc ác các anh chị, rất là đẹp ha. Phải nói là những chiếc xe mà lướt lướt mà đặc biệt Fortuner ở trong cái thời điểm này là phải nói rất hiếm các anh chị nha. Anh chị nào mà ưng xe này thì phải tranh thủ sở hữu ngay nha. Nếu mà ở xa mình chưa lên xem xe được thì đặt cọc mới giao xe về chứ. Đây, máy dầu tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng tầm 7.6 cái gì, lên quanh 6.7 đến 7.6, cho 7 lít, mấy 8 lít luôn đi ha. Sàn simili trần nguyên bản, ghế da màu đen căng bóng, ghế lái chỉnh điện luôn anh chị nha. Ghế lái chỉnh điện luôn ha. Đây, xe đã sử dụng cho mình là chìa khóa thông minh để nổ startup. Trên này nha, có đây, Odo, chỗ chưa tháo mát luôn. Odo là 11.770 km. Có cruise control dưới này, có đèn thoại rảnh tay trên này và có cả lạy chỉnh số trên vô lăng luôn nha. Xịn sò ha. Phần vô lăng của mình là may da bên này, không một chút bóng mờ luôn. Xe này có lịch sử bảo dưỡng hãng các anh chị nè, nên các anh chị mình yên tâm ha. Còn bảo hành chính hãng luôn. Xe này đã bảo dưỡng hơn 9.000 km. Trên này táp lô còn mới nè, có camera hành trình trên này các anh chị nha. Có màn hình giải trí luôn, phía dưới dàn lạnh. Chỗ những cái remote như thế này là còn chưa tháo bọc đi lông luôn. Cần số cũng mới toanh luôn các anh chị nè, chỗ có núm vặn điều khiển luôn. Tính ra Fortuner sau này cũng đầu tư vào option cũng rất là nhiều ha. Có cân bằng điện tử luôn nè, da ghế cũng còn mới nè, trần mới sạch đẹp nè. Rồi phía trước, Mai kiểm tra cho các anh chị mình phần động cơ cũng như là ốc cabo, keo chỉ cabo luôn ha. Trời ơi, xe đẹp quá, đẹp quá. Theo các anh chị thì một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động 2020 thì giá nó khoảng bao nhiêu? Ha, giá khoảng bao nhiêu là vừa? Coi như là đây là một cái video review xe, còn chuyên mục định giá thì Mai sẽ nhường lại cho các anh chị comment chia sẻ phía dưới video với Mai ha. Mình định giá thử đi, các anh chị cùng định giá thử với Mai chiếc xe này khoảng bao nhiêu, comment chia sẻ cho Mai ha. Ốc cabo keo chỉ cabo nguyên zin nè, phần khung sơn phía trước cũng sơn phết đầy đủ ha, ốc máy sơn phết đầy đủ, nổ rất là êm luôn. Để gần cho các anh chị mình nghe tiếng máy ha. Máy dầu nổ như thế này là quá ngon lành rồi. Rồi, xe thì có cam kết cũng sẽ có bảo hành cho các anh chị mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số, nên anh chị mình yên tâm. Có bao rút hồ sơ này, có hỗ trợ giao xe về tận nhà, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng. Cũng đang cần gom và thu mua rất là nhiều xe để phục vụ cho các anh chị dịp Tết, nên các anh chị có xe mà không có nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại cho phát ca nha. Lên đời đổi xe thì alo Mai ngay, dịp cuối năm này sẽ có nhiều ưu đãi cho các anh chị mình luôn ha. Rồi, bên Mai cũng còn nhiều xe 7 chỗ lắm, Xpander, Everest, Explorer, Sedona mới về nè, CRV mới về nè, nhiều lắm. Anh chị mà quan tâm thì đăng ký theo dõi Mai, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa nha. Còn yêu thích video này nhớ cho xin một tim nha. Rồi, cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.